Chào các anh chị em cái đồng nghiệp thì theo chương trình thường quy 2 buổi cho 1 tháng thì hôm nay chúng tôi được vị tiếp tục một cái chuỗi khoa học với một chủ đề về hồi sức thần kinh, và tôi nghĩ chủ đề hôm nay cũng rất là hay, đấy là cập nhật chỉ định điều trị kiểm soát thân nhiệt theo đích trong đột quỵ não. Trước khi báo cáo bài này thì bác sĩ Việt và bác sĩ Trung đã có một khóa học ngắn hạn về cập nhật điều trị TTM ở bệnh nhân đột quỵ não, và hy vọng rằng là đến ngày hôm trong buổi soạn ngày hôm nay thì bác sĩ Việt sẽ đem cho chúng ta những cái thông tin bổ ích cũng như là cập nhật nhất về TTM trong đột quỵ não. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, trân trọng mời bác sĩ Việt. Anh nghe mà một Alo. Thầy Tôn cũng như anh chị đồng nghiệp đang ở các đầu cầu. Hôm nay em rất hân hạnh được trình bày báo cáo một bài về cập nhật chỉ định điều trị kiểm soát thân nhiệt trong đột quỵ não. Và đây là một bài tổng quan nên là cái bài nó sẽ tương đối là dài, nhiều thông tin và nó khá là rời rạc với nhau. Nên theo dõi bài này cũng hơi bị mệt một chút. Là rất mong anh chị có thể tập trung lắng nghe. Về nội dung chính của bài ngày nay sẽ tập trung về những vấn đề sau đây: một là nhắc lại sinh lý về sốt trong đột quỵ não, tác động sinh lý của liệu pháp hạ thân nhiệt, các cái chỉ định chính hiện tại chúng ta đang làm là một là chỉ định liên quan đến sốt, điều kiểm soát ICP, chảy máu dưới nhện, nhồi máu não và chảy máu nặng, thì chúng ta sẽ đi cùng lượt lại những nội dung ngày nay. Trong phần đầu tiên của bài báo cáo thì em sẽ trình bày về cái kiểm soát thân nhiệt trong sốt. Như chúng ta đã biết thì sốt và tăng thân nhiệt trong đột quỵ não làm tăng nguy cơ tử vong cũng như là kết cục thần kinh tồi cho bệnh nhân, với nguy cơ mà tử vong cao gấp 1,5 lần với những nhóm bệnh nhân mà thần kinh có sốt và tăng thân nhiệt. Với những kết cục thần kinh như là mononucleation cũng như điểm Glasgow ra viện thì tồi tệ hơn đáng kể trong nhóm bệnh nhân mà có dối loạn thân nhiệt. Và dối loạn thân nhiệt ở đây hay là sốt trong nhóm bệnh nhân đột quỵ não này có đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, như là nhiễm khuẩn này, huyết khối, động mạch hay là huyết mạch chi dưới này, liên quan đến thuốc, hay là sốt liên quan đến thần kinh. Và cái sốt liên quan thần kinh chính là cái sốt mà bản thể của tổn thương đột quỵ não. Thì với trường hợp mà sốt và tăng thân nhiệt sẽ gây hại cho thần kinh do tăng các gốc oxy tự do, rồi tăng glutamate, tăng chuyển hóa, rồi thì tổn thương màng tế bào gây phù não và tăng ICP gây ra tổn thương não. Và cơ chế sốt trong đột quỵ não thì đáng kể nhất chúng ta nói đến cơ chế sốt ở thần kinh, các cơ chế sốt khác như là huyết khối chi dưới hay là sốt do nhiễm khuẩn thì xin phép không đề cập ở đây vì nó là nhiều nguyên khác nhau. Với cơ chế sốt do thần kinh hay là neurogenic fever trong đột quỵ não thì có 2 cơ chế chính: một là những cái vùng tổn thương vùng dưới đồi, trực tiếp vùng dưới đồi thì gây ra cái tình trạng đặt mức thân nhiệt mới này và tạo các phản ứng thân nhiệt, tăng sinh nhiệt và giảm tán nhiệt. Căn nguyên thứ hai thường là sẽ liên quan đến các vùng hoại tử sinh ra các chất gây viêm. Với cơ chế đầu tiên liên quan vùng dưới đồi, nó sẽ tác động nhiều cơ chế khác nhau để làm tăng thân nhiệt của bệnh nhân. Một là đẩy cái mức thân nhiệt của bệnh nhân lên một mức mới, không phải 37 độ nữa mà đến mức 38 độ này. Có thể là tăng cái phản ứng sinh nhiệt như là rét run, rồi tăng cái chuyển hóa của bệnh nhân. Và đặc biệt nó sẽ giảm cái thải nhiệt trong suốt thần kinh, thì đặc biệt là cái vã mồ hôi của bệnh nhân thì ít hơn so với các bệnh nhân khác và giảm cái thông khí. Các trường hợp của suốt thần kinh của em hay gặp như là tổn thương trực tiếp vùng dưới đồi, trên MRI nó thấy vùng chảy máu não tập trung ở ngay vùng dưới đồi luôn. Khi mà chúng ta zoom to lên thấy cái vùng dưới đồi của cái trường hợp chảy máu này bị tổn thương mất một nửa vùng dưới đồi bên này, và cái trường hợp này thường là sốt tăng nguyên thần kinh, thường là sốt rất là khó kiểm soát, tổn thương tật trực tiếp cho khu tổn thương đấy, hay là những cái vùng mà vùng tương tác với vùng dưới đồi như là tuyến tùng hay vùng thân não, hay là những vùng lân cận xung quanh nó tương tác với vùng dưới đồi lân cận xung quanh đây có thể là gây trị là sốt. Và trên lâm sàng ta hay gặp nhất là trường hợp chảy máu thân não, là cái vùng nhân parabranchian của thân não gây ra chi phối vùng dưới đồi, chúng ta rất hay gặp trên lâm sàng. Hay là những trường hợp mà chúng ta có hiệu ứng khối như chảy máu não lớn ở đây, hiệu ứng khối chèn ép trực tiếp vùng dưới đồi gây trường hợp mà sốt do thần kinh, đây thần kinh đấy, sốt rất hiện phúc vùng chảy máu rất lớn chèn ép vào cái vùng vùng dưới đồi ở đây để đường giữa luôn. Hay là những cái vùng hoại tử như là máu hay là nhu mô hoại tử tạo ra các cái chất oxy tự do, vô chất độc ngoại sinh, hấp thụ bạch cầu rồi thì tăng interleukin 16 hay TNF dẫn đến tăng PGE2 và tác động đến vùng dưới đồi gây ra sốt. Thì thường những căn nguyên này chúng ta thường gặp là chảy máu não, là chảy máu não thất khi máu thoái hóa để gây ra tình trạng sốt, và nhồi máu não thì thường chúng ta sẽ ít gặp hơn.
thường nó rất lớn thì mới hay có thể gây sốt, nhưng mà nó nặng ít gặp thì gặp sốt do cái xung quanh gây viêm như thế này. Và cái cơ chế cuối cùng là thời tiết kết hợp giữa nhiều căn nguyên khác nhau, và cái bệnh cảnh thường gặp nhất chúng ta sẽ gặp trong chảy máu dưới nhện, tức là máu này, bao quanh cái vùng dưới đồi và cuống não và tạo các chất xung quanh gây viêm cũng như là cường giao cảm gây ra sốt đấy. Mà chảy máu dưới nhện là cái bệnh cảnh mà điển hình nhất mà thường gặp nhất trong đột quỵ não, và sốt này cũng làm tăng nguy cơ mà có mạch muộn trong chảy máu dưới nhện. Và chắc cái trường hợp lâm sàng của sốt thần kinh thì thường là sẽ diễn biến trong vòng 72 giờ đầu tiên khi mà khởi phát. Các triệu chứng gây sốt thì không rõ ràng, ngoại trừ vùng tổn thương não không có vấn đề gì khác. Các biểu hiện lâm sàng như là đổ mồ hôi nhịp nhanh hay là đồng tử nhịp thở nó không tương xứng với các bệnh cảnh sốt khác, đấy là điển hình của sốt thần kinh. Và thách thức trong chẩn đoán sốt thần kinh rất là khó, vì hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa thể có một guideline hướng dẫn cụ thể nào để chẩn đoán sốt ở trong thần kinh, mà chẩn đoán bây giờ vẫn dựa theo những chẩn đoán loại trừ. Chúng ta loại trừ là các nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn ngoài da, nhiễm khuẩn màng não hay là phổi. Chúng ta loại trừ các căn nguyên liên quan sốt như là huyết khối sâu chi dưới, và những cái sốt thần kinh là những cái chúng ta nghĩ đến sau cùng. Khi chúng ta loại bỏ các căn nguyên khác rồi thì chúng ta nghĩ đến sốt thần kinh là cái sau cùng. Và các điều trị chính của sốt thần kinh hiện tại chúng ta vẫn đang dùng là có acetaminophen, acetin salicylic, NSAID hoặc corticoid. Trong đó NSAID chúng ta ít được sử dụng hơn liên quan tới biến chứng chảy máu liên quan đến NSAID. Các cái thuốc như propranolol thì đã đang được những nghiên cứu nhỏ chứng minh là có thể có giá trị trong những kiểm soát sốt do cơ thần kinh. Và cuối cùng là khi mà thuốc không đáp ứng thì chúng ta sẽ có biện pháp cuối cùng là hạ nhiệt bề mặt hay là hạ nhiệt nội mạch, một trong hai phương pháp. Nhưng mà trong đột quỵ não thường nó sẽ áp dụng hạ nhiệt bề mặt là nhiều hơn. Và cái tác động kiểm soát thân nhiệt với não thì thông qua nhiều cơ chế, chắc cũng phải có đến khoảng tầm 15-20 cơ chế ở đây. Nhưng mà trong cái bức ảnh khá là phức tạp này, chúng ta thấy là những ý chính như là khi mà chúng ta hạ thân nhiệt thì cái chuyển hóa não sẽ giảm. Nếu mà nhiệt dưới 37 độ C thì chuyển hóa não sẽ giảm khoảng 6-10% mỗi nhiệt độ chúng ta giảm xuống. Chúng ta bảo vệ được các bơm ion, chúng ta bảo vệ được cái màng tế bào, giảm các gốc oxy tự do gây độc tế bào não, chúng ta giảm được các cái con hắt mạch não gây ra phù não. Đây là những cơ chế chung liên quan hạ thân nhiệt. Và trong hạ nhiệt nói chung cũng như hạ nhiệt đột quỵ não nói riêng thì có những cái biến đổi. Khi chúng ta hạ nhiệt sẽ chúng ta sẽ có hai mức hạ nhiệt. Đây là một là mức bình nhiệt, tức là nước độ khoảng 36 độ trở lên. Đấy, 36 độ đến 37 độ 5 thì rất ít khi của chúng ta có những biến động liên quan đến hạ thân nhiệt. Khi chúng ta hạ nhiệt mức độ dưới 36 độ đến 32-33 độ, tức là mức độ nhẹ đấy, thì bắt đầu có những biểu hiện như là bắt đầu có biểu hiện rất run này, chúng ta có biểu hiện nhịp rối loạn nhịp tim, chúng ta có những biểu hiện rối loạn đông máu, rối loạn nước điện giải và tăng nhiễm khuẩn. Trong đó thì hạ nhiệt mức độ trung bình mức độ khoảng 33 độ, chúng ta sẽ hay gặp những biến chứng liên quan đến nhiễm khuẩn, chảy máu và rối loạn nước điện giải. Và đột quỵ não của tôi thì thường chúng ta ít khi sợ cái rối loạn nước điện giải, vì đó là những điều trị mà thường quy và chúng ta là dân hồi sức, chúng ta sẽ có rất nhiều kinh nghiệm liên quan điều trị nước điện giải, ít khi chúng ta bỏ sót đến vấn đề này. Và cái vấn đề liên quan đến đông máu thì có lẽ chúng ta sẽ lo ngại hơn trong đột quỵ não, vì chúng ta có bệnh cảnh chảy máu não, chúng ta có bệnh cảnh chảy máu dưới nhện. Tuy nhiên là các cái guideline của 2017 của cả Mỹ lẫn Pháp chúng ta nhắc đến là cái biến chứng chảy máu này tương đối là ít gặp và cũng là khá là an toàn trong đột quỵ não trong hạ thân nhiệt. Nên chúng ta hãy yên tâm, chúng ta sẽ hạ thân nhiệt trong nhóm bệnh đột quỵ não là tương đối an toàn. Và cái nghiên cứu đề tài của bác sĩ Đạt ở A9 vừa mới kết thúc về hạ thân nhiệt đẩy bệnh nhân xuống mức 33 độ thì cũng tương đối an toàn về các biến chứng liên quan chảy máu, tỷ lệ chỉ khoảng 2% thôi trong cái bệnh cảnh mà sốt nhiễm khuẩn phi nhiễm nội tạng khác nhau. Thì biến chứng chảy máu này có lẽ chúng ta cũng đáng sợ, không đáng ngại lắm. Và các biến chứng nhiễm khuẩn thì là những biến chứng mà chúng ta sẽ lo ngại hơn. Nhiễm khuẩn này gần như chắc chắn trong bệnh nhân hạ thân nhiệt chúng ta sẽ gặp rất là nhiều, rất là thường xuyên và tỷ lệ nó cao hơn hẳn so với nhóm bệnh nhân hạ thân nhiệt. Và chúng ta sẽ thấy là mức hạ nhiệt sẽ có hai mức, một là dưới 36 độ nhiều biến chứng liên quan đến loạn nước điện giải, nhiễm khuẩn. Trên 36 độ thì ít khi gặp những biến chứng khác hơn. Và hậu quả của sốt ở đây chúng ta có thể khắc phục được những ý chính như là chúng ta sẽ bảo vệ được, giảm cái chuyển hóa này, bảo vệ công ion canxi, chúng ta sẽ giảm được các ion gây viêm, bảo vệ được cái hàng rào máu não, giảm được các chất độ độc tố. Và chính vì thế những cái bệnh nhân mà sốt có sốt trong đột quỵ não nguy cơ tử vong nó tăng hơn rất nhiều do tổn thương những cơ chế trên. Và hạ thân nhiệt chúng ta sẽ mục tiêu sẽ giảm 50% đó. Và một cái câu hỏi đầu tiên đó chính là bệnh nhân kiểm soát thân nhiệt một cách dự phòng sốt bằng kiểm soát thân nhiệt thì có mang lại ích hay không. Tưởng chừng cái câu hỏi này chắc chắn là có lẽ là 10 người nghe chắc là 9 người sẽ nói luôn là chắc chắn sẽ không ai kiểm soát dự phòng cả, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế chúng ta vẫn phải có những bằng chứng để chúng ta khẳng định được, và những cái bằng chứng đó sẽ là những tiền đề cho những nghiên cứu sau này.
Đó là một nghiên cứu 2009 được công bố trên AHA. Với những bệnh nhân đột quỵ não nặng, chúng ta sẽ chia là hai nhóm. Một là những nhóm bệnh nhân mà chúng ta sẽ kiểm soát dự phòng sốt, đúng không ạ? Vì cái nguy cơ tử vong cao gấp 1,5 lần cũng như các cuộc sống xấu, thì chúng thay bằng những cái biến chứng thấp như vậy, biến chứng hạ nhiệt ở mức độ nhẹ 36 độ phẩy 5 độ C trở lên, biến chứng rất ít, thì chúng ta sẽ hạ nhiệt một cách dự phòng để giảm cái nguy cơ mà tử vong do sốt gấp 1,5 lần. So với một cái nhóm chứng là gì? Chúng ta khi chúng ta có sốt, chúng ta mới điều trị từng bước một bằng các thuốc mà hạ sốt cũng như là hạ nhiệt bề mặt, tức là chúng ta bằng chườm đá, chườm ấm, chườm mát đấy. Thì giữa hai nhóm này chúng ta sẽ thấy là gì, những cái nhóm mà bệnh nhân mà điều trị bằng hạ thân nhiệt một cách đại trà, tức là dự phòng sốt đấy, thì có nguy cơ nhiễm khuẩn nó cao hơn hẳn đến tới 94% và có khác biệt ý thống kê so với nhóm điều trị thuốc thường quy. Nhưng mà tuy nhiên các biến chứng khác như là biến chứng nặng cũng như tử vong của hai nhóm này còn cũng khác biệt, và cái kết cục thần kinh giữa hai nhóm bệnh nhân hạ nhiệt một cách gọi là dự phòng đấy, tức là vào phát chúng ta hạ nhiệt luôn đến mức độ 36,5 độ C để kiểm soát thân nhiệt bình nhiệt, so với nhóm bệnh nhân chúng ta dùng sốt từ từng bước một, thì kinh về tử vong cũng như là hồi phục gần như là tương đương với nhau, không khác biệt thống kê. Và đây là một cái nghiên cứu mà không thua kém hơn là cái bản lề để chúng ta có thể triển khai cái nghiên cứu sau này. Và rõ ràng nghiên cứu đây chúng ta cũng chỉ ra là gì, một là chúng ta sẽ không ai chỉ định kiểm soát thân nhiệt tử vong cả, rất khi gần như không có chỉ định đó. Và thứ hai là cái việc mà hạ nhiệt này để mức độ bình nhiệt để không làm nặng thêm tình trạng bệnh nhân và cái bệnh nhân đột quỵ não nặng. Và đấy là cái việc bản lề chúng ta đã một cái nghiên cứu mô tả thôi. Với những bệnh nhân là chảy máu dưới nhện, chúng ta cũng bình nhiệt giống như vậy. Chúng ta thấy là cái nhóm bệnh nhân cũng khá là ít rồi, khoảng 40 bệnh nhân được kiểm soát nhiệt so với nhóm nhóm chứng khoảng 80 bệnh nhân. Thì hai nhóm này kết cục thần kinh có hấp mạch muộn, hai nhóm tương đương với nhau, nhưng mà tuy nhiên một số biến chứng như là tăng đường máu hay là nhịp nhanh thì có thể nó thấp hơn một chút, có vẻ không ý nghĩa nó không nhiều lắm. Thế do vậy những chứng táo đến 2017 chúng ta vẫn có là gì? Nhưng với những bệnh nhân mà sốt mà không thể kiểm soát được, tức là fever refractory, thì chúng ta sẽ cân nhắc cái chuyện hạ thân nhiệt để kiểm soát sốt cho bệnh nhân, tức là chỉ khi mà chúng ta sốt thì nó không thể kiểm soát được, và không kiểm soát được là như thế nào, các cái guideline chúng ta cũng đề cập đến là từng bước một. Và một cái nghiên cứu khá là hay đó là nghiên cứu về Intrepid, nhưng mà rất tiếc là Intrepid tiến hành vào từ năm 2018 19 và đúng thời kỳ Covid nên Intrepid đã phải dừng lại sớm. Tuy nhiên thì Intrepid là một cái nghiên cứu mà có thể chúng ta sẽ học tập được khá nhiều từ cái protocol nghiên cứu của Intrepid. Nghiên cứu này là nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, kỳ vọng là sẽ trả lời đến những câu hỏi về về hạ thân nhiệt trong 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 bệnh nhân sốt kháng trị. Tuy nhiên là dừng sớm, chúng ta cũng chưa có cái bằng chứng từ nghiên cứu này. Các nghiên cứu này thì lấy những nhóm bệnh nhân mà tương đối nặng của nhồi máu não, chảy máu não, chảy máu dưới nhện, thường là lấy khá là sớm. Nhồi máu não thường lấy trong 24 giờ đầu tiên, chảy máu não thường lấy trong vòng 36 giờ, và dưới nhện cũng là trong trong vòng 48 tiếng. Những bệnh nhân tương đối nặng và bệnh nhân có sốt kiểm soát được, chúng ta sẽ điều trị sốt theo từng bước một, và nếu mà đích trên 38 độ C chúng ta sẽ đi từng bước một. Bước đầu tiên chúng ta vẫn dùng thuốc hạ sốt như acetaminophen, ibuprofen hay là diclofenac. Nếu mà bước một thất bại trong vòng 1 giờ đầu tiên, chúng ta sẽ áp dụng đến bước 2 là chúng ta sẽ chườm ấm, chườm lạnh bằng các đá ở cổ cực bụng bệnh nhân để kéo cái nhiệt độ xuống. Nếu cái nhiệt vẫn không đáp ứng được trong vòng 1 giờ thì chúng ta sẽ đắp chăn lạnh khoảng 5 độ C bệnh nhân, và nếu thất bại tiếp chúng ta sẽ hạ thân nhiệt. Đây là một cái protocol có lẽ là mang tính tham khảo từ 2017, chúng ta vẫn vẫn áp dụng từ guideline đó. Và để trả lời vấn đề cấp thiết từ 2017 đến 2023 thì chúng ta chưa có nghiên cứu nào khác Intrepid cả. Do vậy thì các cái chuyên gia từ châu Âu chúng ta phải ngồi họp bàn lại với nhau để đưa ra một động vật đen phi đã được công bố trên tạp chí gây mê của Anh, bổ sung thêm những cái guideline trước đó từ 2017, đó là những bệnh nhân mà đột quỵ não nặng không kiểm soát được sốt, chúng ta sẽ tiến hành hạ thân nhiệt cho bệnh nhân, và những đồng thuận đen phi bổ sung thêm vào những cái ý kiến hay là những cái thiếu sót trong cái guideline cũ. Và những điểm chính trong guideline mới của đồng thuận đen phi của Anh này đó chính là chúng ta sẽ hạ thân nhiệt sớm do sốt thần kinh và lý tưởng trong vòng 1 giờ đầu, và cái đích hạ nhiệt đã giảm xuống 37,5 độ C chứ không để 38 độ C giống như bên Mỹ nữa, do nhiệt độ não, nhiệt độ trung tâm sẽ cao hơn nhiệt độ trung tâm cỡ khoảng tầm 1,5 đến 2,5 độ C. Nhiệt độ nó càng cao thì cái sự cách biệt giữa nhiệt độ trung tâm của não và nhiệt độ trung tâm đo được càng lớn, và đích đến sẽ là 37 độ 5 độ C trở xuống, và vẫn áp dụng công thức giống như trên thôi, sẽ áp dụng paracetamol và các hòn đá lạnh chườm ấm chườm mát để làm giảm nhiệt bệnh nhân và cố gắng trong 1 giờ, và nếu mà 1 giờ không đạt được nó sẽ hạ thân nhiệt và thường ưu tiên hạ nhiệt bề mặt với đích 37 độ hoặc 36 độ 5. Và cái sự dao động hạ thân nhiệt trong ngày chúng ta không nên để quá 0,5 độ mỗi giờ, và không nên để quá 1 giờ trong vòng 1 độ trong vòng 24 giờ đầu tiên, với đích đến mong muốn chúng ta thường là để 36 đến 37,5 độ C này.
thì đích cài đặt chúng ta để mà dao động không quá 0,5 độ C, cho sẽ là khoảng 36,5 đến 37 độ C. Đấy là những cái đích mà lâm sàng người ta vẫn hay dùng trên để kiểm soát nhiệt bình nhiệt đấy, là normothermia đấy, thường được để mức 36,5 độ đến 37 độ C. Và cái phác đồ giữa chảy máu não, nhồi máu não và chảy máu dị hiện thì sẽ chung phác đồ, tức là có sốt thì bệnh nhân nhồi máu não, chảy máu não và chảy máu dị hiện thì phác đồ giống nhau, tức là dùng bình nhiệt giống nhau hết cả. Và cái guideline này cũng được nhắc đến một lần nữa trong cái chảy máu dị hiện của 2023. Sau cái phần các cái guideline về kiểm soát sốt, chúng ta sẽ đến phần 2 liên quan đến kiểm soát thân nhiệt trong tăng áp nội sọ. Vì tăng áp nội sọ nó liên quan đến nhiều cơ chế khá là rối rắm với nhau, nó là hậu quả của phù não, độc não cũng như là có thắt mạch não hay là ứ dịch não tủy. Và cái chuyện tăng ICP, tăng áp nội sọ này sẽ làm giảm tế bào não và giảm cung cấp oxy gluco, làm giảm chuyển hóa của não và tế bào sẽ chết do cái không được cung cấp đủ oxy và gluco. Và hạ thân nhiệt chúng ta sẽ làm gì ạ? Làm giảm cái chuyển hóa, giảm chuyển hóa của tế bào cũng như là thông qua nhiều cơ chế chúng ta bảo vệ được hàng rào máu não, chúng ta giảm thiểu được phù não sẽ dẫn đến giảm ICP. Đấy là những cái cơ chế gọi là khá là sinh lý bệnh thì chưa dừng chưa chưa đến mức độ bằng chứng. Và tăng áp sọ chúng ta tăng áp nội sọ chúng ta vẫn đánh giá dựa theo hai cái chân quan trọng là một là chúng ta đo vào ICP và nhu mô hoặc não hất, và thứ hai là chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng và cận lâm sàng. Với lâm sàng thì cái phản xạ đồng tử vẫn là những cái phản xạ vẫn là những cái dấu hiệu lâm sàng cực kỳ quan trọng. Các cái dấu hiệu trên hình ảnh học như là đẻ đẻ đánh giữa trên 5 mm hoặc trên 10 mm thì gần đến chắc chắn tăng áp nội sọ rồi này, hoặc là xóa bể đáy là những dấu hiệu mà là kinh điển của tăng áp nội sọ. Và khi đó chúng ta sẽ cân nhắc bắt đầu kiểm soát ICP bệnh nhân một cách tích cực bằng các bậc thang. Trong đó thì nó có nhiều chân để điều trị tăng nội sọ và hạ nhiệt chỉ là một trong số những biện pháp để kiểm soát ICP. Những cái biện pháp giảm ICP giá trị nhất vẫn là liên quan đến phẫu thuật như dẫn lưu dịch não tủy hay là mở sọ giảm áp lấy máu tụ. Ngoài hạ nhiệt chúng ta có tăng tăng thông khí, an thần và các biện pháp dự phòng chung nữa. Thì với những bệnh nhân mà tăng ICP chúng ta để mức độ hạ nhiệt thấp thì chúng ta thấy là trong nhiều nghiên cứu chúng ta đã chỉ ra rằng là chuyện hạ thân nhiệt của bệnh nhân sẽ làm giảm ICP một mức độ đáng kể. Và cái mức độ khác nhau này do cái đích đến của từng nghiên cứu nó khác nhau, và nếu mà đích đến nó càng thấp thì có thể là ICP càng giảm. Và trong mô hình chung của các giảm ICP chúng ta sẽ thấy một cái cây điển hình ở đây, chúng ta thấy những bước như thế này. Một là khi thân nhiệt bệnh nhân tăng lên, tức là trên 37,5 độ C thì ICP bệnh nhân sẽ tăng tăng khá là nhanh, tăng đáng kể từ mức độ bệnh nhân bắt đầu sốt từ 37,5 độ C trở lên. Khi chúng ta kiểm soát sốt dưới về mức bình nhiệt, tức là dưới 37,5 độ C thì bắt đầu là gì, ICP cũng sẽ đồng thời nó sẽ giảm và sẽ giảm xuống mức 37,5 đến 36 độ C, thì ICP giảm một bước khá là giá trị, khá là hiệu quả xuống dưới thẳng đường thẳng đứng ở đây, và sau đó sẽ nằm bình nguyên ở khoảng tầm 36 độ C. Và nếu chúng ta giảm một bước tiếp từ 34 đến 35 độ C thì ICP sẽ tiếp tục giảm một bước tiếp đấy. Nên do vậy chúng ta sẽ đi hai bước, là một là bước bình nhiệt, hai là bước hạ thân nhiệt quanh quanh khoảng 34-35 độ C này. Và đồng nghĩa chuyện ICP giảm thì cái đo suy não vùng, tức là PVDO2 cũng sẽ tăng cùng với ICP. ICP giảm xuống này, tưới máu não, tưới oxy của cái vùng này sẽ tốt hơn. Và chúng ta thấy là gì, mức độ hạ thân nhiệt càng sâu thì cái bảo vệ thần kinh nó càng tốt. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta sẽ phải đối mặt với cái biến chứng càng cao. Và nếu chúng ta để mức độ càng đích hạ nhiệt càng cao, quanh 37 độ C đi, ví dụ như thế, thì cái nguy cơ biến chứng nó càng thấp, nhưng mà ngược lại cái bảo vệ thần kinh nó càng càng thấp đi. Đấy. Và cái mức độ cắt đập người ta ước tính là có vẻ như là mốc 34-35 độ C là mức độ lý tưởng trong kiểm soát ICP của bệnh nhân. Và do vậy chúng ta kiểm soát ICP thì nó sẽ thường đi theo hai bước. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm soát thân nhiệt ở mức độ 36-37 độ C, tức là bình nhiệt đấy. Cộng thêm vào đó chúng ta sẽ kiểm soát các thuốc sốt này, co giật cũng như là điều trị hạ oxy máu, điều trị chống phù não để cải thiện ICP. Nếu mà lúc hạ nhiệt ở mức độ 36-37 độ C vẫn không đạt đích thì nó sẽ hạ mức độ nhiệt xuống 34-35 độ C, tức là thấp hơn một bậc nữa so với các bước một này. Đồng thời chúng ta sẽ có thể áp dụng những biện pháp khác nếu mà hạ nhiệt vẫn chưa đáp ứng, có thể mở sọ rồi dẫn lưu dịch não tủy cùng với các điều trị khác nữa. Đây là hai bước điều trị tăng áp sọ liên quan đến hạ nhiệt. Và cái guideline của Pháp 2017 cũng chỉ ra cái mức 34-35 độ C có vẻ phù hợp nhất với kiểm soát ICP mức độ mà tích cực, đúng không ạ? Ngoài ra chảy máu não và chảy máu dị hiện thì sẽ đề cập ở phần sau. Nhiều máu não thì không không xét đến trong trong tăng áp nội sọ, vì nếu nhiều máu não mà tăng áp nội sọ thì chúng ta sẽ ưu tiên mở sọ chứ không ai hạ thân nhiệt cả. Cái đấy là các cái liên quan đến
đến đến đến tăng ICP. Và cái phần cuối cùng đó chúng ta sẽ là TTM, tức là kiểm soát nhiệt trong cái đột quỵ não nặng. Nhồi máu não thì sao, chảy máu não thì sao, và chảy máu dưới nhện thì sao trong từng bệnh cảnh cụ thể một. Với trường hợp nhồi máu não nặng thì chúng ta sẽ tổn thương não trong nhiều cơ chế, do giảm oxy này, giảm dòng tế máu não đến, dẫn đến làm tăng cái chuyển hóa, rồi giảm cung cấp năng lượng, dẫn chết tế bào cũng như là các độc nội sinh ngoại sinh, hay là tổn thương hàng rào máu não dây chết tế bào. Và cái biện pháp hạ thân nhiệt sẽ làm ức chế cả ba con đường này, hy vọng là sẽ bảo thần bảo vệ thần kinh dựa theo ức chế ba con đường đó. Xem một chút là em xin lỗi một chút nhưng mà em lỗi. Xin lỗi các anh chị một chút ạ, vì hạ thân nhiệt nó sẽ đánh vào cả ba cơ chế đó, đánh vào cả ba cơ chế liên quan đến chết tế bào, tổn thương hàng rào máu não. Và lý thuyết của chuyện hạ thân nhiệt trong nhồi máu não, chúng ta sẽ làm giảm cái lõi infarct này đi, giảm cái lõi này đi. Và nếu mà chúng ta kiểm soát bình nhiệt, tức là normothermia, đã làm giảm cái infarct đấy một phần rồi. Và nếu chúng ta hạ nhiệt tiếp tục thì mức độ hypo, tức là thấp, hạ thân nhiệt mức độ thấp hơn, thì có thể là cái infarct sẽ giảm hơn. Đấy là về mặt lý thuyết, nhưng mà thực tế ra mà nói, những cái nghiên cứu một cái phân tích tổng hợp của 6 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng, thì chúng ta chưa chứng minh được cái vai trò của nhồi máu não và hạ thân nhiệt có giá trị. Không những không khác biệt có giữa các nhóm mà hạ thân nhiệt và nhồi máu não, chúng ta còn thấy là hạ thân nhiệt trong nhồi máu não đấy còn tăng nguy cơ mà viêm phổi, tăng nguy cơ về liên quan đến các cái run cơ trong quá trình hạ thân nhiệt. Đấy. Em nhồi máu não hiện tại chúng ta vẫn dừng ở những cái mức độ chưa chưa có bằng chứng có giá trị của TTM trong nhồi máu não. Sau đó ở châu Âu chúng ta cũng đã cố gắng đưa một nghiên cứu pha 3 là nghiên cứu Aerohip về hạ thân nhiệt trong bệnh nhồi máu não. Tuy nhiên là nghiên cứu này đích đến là tổng tuyển 1.500 bệnh nhân, chúng ta phải dừng sớm ở mức 98 bệnh nhân, do là chúng ta không hết cái nguồn kinh phí tài trợ cũng như là cái phân tích ban đầu trong số 98 bệnh nhân này không khác biệt. Chúng ta phải dừng lại sớm hơn ở mức độ mà những nghiên cứu này đã phải dừng lại sớm hơn do không chứng minh lợi ích mà quá tốn kém, chúng ta phải dừng lại sớm. Trong nghiên cứu chúng ta sẽ hạ thân nhiệt bệnh nhân 34 35 độ C trong bệnh nhân nhồi máu não. Do vậy cái guideline của châu Âu 2015 chúng ta sẽ dừng lại các cái khuyến cáo của châu Âu 2015, đó là chúng ta chưa hề có bất cứ bằng chứng nào liên quan đến hạ thân nhiệt và nhồi máu não, kể cả bệnh nhân nhồi máu não có sốt ở trong nữa thì việc hạ thân nhiệt hay là mức bình nhiệt cũng chưa chứng minh lợi ích trong nhồi máu não. Chúng ta vẫn dừng lại cái guideline 2015 của châu Âu. Và guideline của 2017 của Pháp cũng tương tự giống như vậy, có vẻ mức độ khuyến cáo nó mạnh hơn một chút, do những cái vùng tổn thương này chúng ta sẽ vùng có vùng co và vùng in và p vùng penumbra ở ngoài, thì chúng ta thấy những cái vùng penumbra ở ngoài thường sẽ là tăng chuyển hóa, tăng nhiệt độ đấy, qua cái máy quét nhiệt độ. Thì ở guideline của châu Âu của Pháp chúng ta sẽ mở một cái đường rộng hơn cho bác sĩ điều trị lâm sàng, là nếu mà trường hợp nhồi máu não chúng ta có thể cân nhắc điều trị bình nhiệt ở những pha cấp của nhồi máu não nặng để phòng tránh trường hợp bệnh nhân sốt và dẫn đến outcome bệnh nhân tồi tệ. Đây là một cái khuyến cáo, nhưng mà mức độ bằng chứng chỉ 2C thôi, rất là hạn hẹp trong nhồi máu não. Phần tiếp theo là những cái TTM trong chảy máu nhu mô thì sao? Tại vì vùng chảy máu não trong nhu mô chúng ta sẽ thấy là vùng tổn thương nó sẽ gồm 3 vùng. Một là cái vùng chảy máu não ở trong, thứ hai là cái vùng mà phù nề chèn ép do cái khối máu tụ này chèn ép ở ngoài do giảm tế máu, và vùng thứ ba là những cái vùng liên quan đến các chất chuyển hóa giai đoạn muộn của khối máu tụ, như là các chất oxy rồi thì ở gốc oxy hóa tự do, rồi thì máu thoái hóa nó gây độc tạo cái vòng tổn thương ở vòng ngoài cùng ở đây. Thì trong chảy máu não sẽ thấy vùng ba vùng tổn thương: vùng máu tụ, vùng phù nề do chèn ép, và vùng ngoài cùng là vùng phù nề do các phản ứng gây viêm. Và cái phản ứng gây viêm cũng như phù nề thường diễn biến sau 24 giờ và nó sẽ diễn biến sau 72 giờ vẫn tiến triển tiếp. Thế do vậy những cái nghiên cứu trong hạ thân nhiệt trong chảy máu não chúng ta sẽ hạ nhiệt khá là dài, dài hơn các cái nghiên cứu của vùng tuần hoàn. Chúng ta sẽ để mốc độ 35 36 độ C kéo dài khoảng 8 đến 10 ngày, do cái biến chứng của phù não nó sẽ còn kéo dài sau đó nữa.
và thường kinh điển họ sẽ kéo dài khoảng tầm 10 đến 11 ngày. Và trong cái mô hình tiêu chuẩn của chảy máu não hạ thân nhiệt, chúng ta sẽ thấy là đây là một cái phim của bệnh nhân chảy máu não ngày thứ 11 chúng ta chụp, thì cái vùng chảy máu não này khá nhỏ ở trong và cái vùng phù nề ở phía ngoài còn lớn hơn cái vùng chảy máu não rất nhiều. Đấy, cái vùng chảy máu não chỉ có một phần mà vùng phù não xung quanh có lẽ gấp 2 gấp 3 lần so với vùng chảy máu não ở ngày thứ 11, và đây là một bệnh nhân là rất là nặng và điều trị cũng khá là phức tạp. Trong đó các bệnh nhân mà chảy máu não chúng ta hạ thân nhiệt, chúng ta thấy là cái vùng phù nề xung quanh có thấp hơn đáng kể là cái đường màu xanh ở đây. Đấy, cái đường vùng vùng lõi hai bên thì tương tự giống nhau rồi, và cái lõi này khá là lớn, lõi này khoảng tầm 50 60 ml cơ, và cái vùng phù nề của bệnh nhân hạ thân nhiệt thấp hơn đáng kể so với bệnh nhân phù nề của bệnh nhân mà không hạ thân nhiệt. Hai cái khác biệt khá là lớn giữa hai nhóm. Và khi chúng ta tính tỷ lệ của cái lõi chảy máu này với cả cái vùng phù nề xung quanh chia nhau để cái vùng mà bệnh nhân mà hạ thân nhiệt thấp hơn đáng kể so với nhóm bệnh nhân mà không hạ thân nhiệt. Đấy. Và cái phim này cũng là mức độ hạn chế của cái nghiên cứu này, đó là chúng ta nghiên cứu trên những nhóm bệnh nhân mà chảy máu não lớn, thường thể tích trên 50 60 mm, và cái vùng phù nề xung quanh chúng ta đánh giá bằng CT thường chứ không phải CT của CTP. Đấy, cái vùng tổn thương là chúng ta đánh giá khá muộn, từ ngày thứ 3 đến ngày 1 chứ không phải giai đoạn sớm nữa. Và kết thúc outcome của bệnh nhân trong hạ thân nhiệt trong chảy máu não thì nó vẫn tốt hơn so với bệnh nhân mà không hạ thân nhiệt. Mặc dù vậy tốt hơn nhưng mà các biến chứng của liên quan đến viêm phổi, sepsis hay là huyết khối tĩnh mạch chi dưới thì hai nhóm không khác biệt về thống kê, gần như không khác biệt gì cả. Nhưng mà cũng phải nói nhấn mạnh là cái nghiên cứu này với cơ mẫu khá là nhỏ, 25 thôi, là cái nghiên cứu tiền đề chúng ta có thể áp dụng với mức độ bằng chứng nó khá thấp. Tuy vậy, ngoài mức độ nghiên cứu khá thấp như thế, chúng ta có một cái sai rất quan trọng, đó là cái phẫu thuật để mở sọ lấy máu tụ. Nó có ý nghĩa hơn rất nhiều trong chuyện mà kiểm soát vùng phù nề xung quanh so với hạ thân nhiệt, vì bước tiến quá lớn của hạ phẫu thuật nên do vậy chúng ta cái hạ thân nhiệt trong chảy máu não đã được bị đẩy phía rất sau, không thể so sánh với phẫu thuật được. Nhất là ngày xưa chúng ta vẫn hay mở sọ một cách là gì, cắt cái xương sọ ra, vạch một đường và sau đó hút máu tụ ở trong này. Đấy là cái phương pháp mổ mở lấy máu tụ chúng ta vẫn đang áp dụng. Và phương pháp thứ hai có vẻ đang rất hot trên thế giới, đó chính là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Chúng ta đưa cái ống nội soi và chúng ta hút máu tụ ra bằng nội soi dưới hỗ trợ của định vị. Và cái phẫu thuật sọ não này mức độ khuyến cáo nó quá mạnh, mức độ cải thiện nó quá cao, do vậy các nghiên cứu trước kia với số lượng bệnh nhân nhỏ cũng như là cái thể tích máu tụ nó quá lớn dần lui lại nhường chỗ cho phẫu thuật sọ não. Và cái mức độ bằng chứng của TTM thì thực sự là chưa chứng minh được lợi ích. Cho có khuyến cáo của HA 2022 chúng ta chứng minh được là IC chảy máu não thì hạ nhiệt dưới mức độ 35 độ C thì có thể giảm cái vùng phù nề xung quanh, nhưng mà rõ ràng là nó sẽ không được mạnh bằng số phẫu thuật sọ não, và có thể là cái biện pháp điều trị hỗ trợ sau quá trình mổ chúng ta lấy máu tụ để chúng ta giảm cái vùng phù nề xung quanh. Và với bệnh nhân mà chảy máu não thì nếu mà chúng ta để mức độ 35 37 độ C thì có thể là hỗ trợ một phần trong kiểm soát về áp lực nội sọ của bệnh nhân, nên do vậy chảy máu não trong nhu mô thì vẫn thực sự chưa chứng minh được lợi thế, và chúng ta chỉ áp dụng trong trường hợp mà chúng ta không thể kiểm soát được cầu máu tụ và chúng ta muốn kiểm soát cái vùng phù nề não xung quanh, hoặc là trong trường hợp mà chúng ta tối ưu trong kiểm soát áp lực nội sọ trong chảy máu não mà thôi. Và cái phần cuối cùng đó chảy máu dưới nhện, đúng không ạ? Chảy máu dưới nhện thì chúng ta hàng đầu chúng ta lúc nào cũng chúng ta rất sợ là chảy máu biến cứng mà có hấp mạch não, và cái biến chứng liên quan chảy máu dưới nhện đây thì thường nằm trong 48 giờ đầu liên quan các biến chứng mà chảy máu não tái phát vỡ thì hai thì thường tử vong rất sớm trong vòng 48 giờ đầu. Còn 70% bệnh nhân mà tử vong báo cáo còn lại nằm trong cái giai đoạn muộn, có hấp hạch muộn từ 3 đến 7 ngày, và điển hình nó sẽ làm đỉnh từ ngày thứ 7 đến ngày thứ 9. Và đây là một cái câu hỏi trước một bạn nội chú đã hỏi tôi là tại sao bệnh nhân can thiệp rồi mà vẫn nặng lên, là do diễn biến tự nhiên của máu tụ, cái máu xung quanh thoái hóa nó gây có mạch muộn, và cái hạ nhiệt này có giá trị trong có mạch muộn hay không, ta sẽ cùng đi tìm hiểu. Với bệnh nhân chảy máu dưới nhện mức độ nặng với điểm Hunter thường là với mức độ điểm là 4 điểm, chúng ta đưa vào bệnh nhân hạ thân nhiệt. Cái nhóm bệnh nhân hạ thân nhiệt trong chảy máu dưới nhện chúng ta sẽ tuyển vào đây là toàn những bệnh nhân rất là nặng thôi. Thường là những bệnh nhân này Glasgow trung bình khoảng tầm 8 điểm. Với điểm Hunter là 4 điểm, tức là thường là hôn mê và thở máy rồi. Thì chúng ta thấy là những hai cái nhóm này chúng ta sẽ đưa vào hạ thân nhiệt và nhóm điều trị thường quy. Cái nhóm mà điều trị hạ thân nhiệt thì cái mức độ outcome với điểm modified angina từ 4 điểm trở xuống là cao hơn đáng kể so với bệnh nhân mà không điều trị hạ thân nhiệt. Cái mức độ cái tỷ lệ bệnh nhân có hấp hạch muộn trong nhóm hạ thân nhiệt thì thấp hơn đáng kể so với nhóm bệnh nhân mà không hạ thân nhiệt. Đấy, tỷ lệ đến tận 87,5% trong nhóm mà không hạ thân nhiệt và chỉ khoảng 50% do với nhóm bệnh nhân hạ thân nhiệt. Và cái mức độ có hấp hạch muộn để đánh giá bằng TCD đại dương cho bệnh nhân, mức độ sức cản của CM đốt xương sọ nó thấp hơn đáng kể so với nhóm bệnh nhân hạ thân nhiệt. Và mức độ bằng chứng hiện tại bây giờ chúng ta vẫn dừng lại ở mức độ 2B, vì cái nghiên cứu ở trên nó cái con số nó khá là nhỏ, con số nó khá là ít,
cỡ mẫu nó khoảng 12 đến 12 tư bệnh nhân mà thôi. Nên do vậy TTM trong chảy máu dây nhện vẫn mức độ bằng chứng nó khá là thấp, mức độ 2C cái bệnh khí chuyên gia trong cái guideline của Pháp cũng như là của Mỹ, và mức độ 2B trong cái guideline mới nhất 2023 của chảy máu dây nhện. Và chúng tôi tin rằng là chảy máu dây nhện này với cơ bản nó tăng lên và thì tương lai có thể nó sẽ có triển vọng cao hơn trong TTM trong chảy máu dây nhện. Lượt lại một lượt rất nhiều cái nội dung và nó khá dễ dàng như vậy thì chúng ta sẽ kết thúc cái bài báo cáo bằng một cái clip lâm sàng ở chỗ đột quỵ đã triển khai. Một bệnh nhân nam 43 tuổi vào viện với hôn mê, tiền sử bệnh nhân có một cái VM cách đây 3 năm rồi, tư vấn theo dõi và điều trị nội khoa vì cái nguy cơ can thiệp quá cao. Khoảng 27 ngày 27 tháng 10 là bệnh nhân đột quỵ đau đầu vào viện Việt Tiệp chẩn đoán là chảy máu dưới não do vỡ AVM vì thái dương với điểm spectrum mạch tanh 4 điểm và vào viện 1 giờ sau suy giảm ý thức và chuyển bệnh vai ngay sau đó. Khi vào bệnh vai trong tình trạng bệnh nhân gác gâu 7 điểm, giãn đồng tử ở bên và đẹp bên phải. Cái khi CT, MCT ở bệnh vai chụp lại thì cái cục máu tụ rất lớn ở dưới thái dương và bắt đầu có hiện tượng mà xóa bể đáy và nghi ngờ cái vùng tụ kẹt não ở đây rồi, gây giãn đồng tử ở bên. Và cái khối AVM nằm rất sâu ở ngay góc của thái dương và cầu não ở đây. Rất khó để có thể phẫu thuật được, giải quyết được AVM và sau đó để bác sĩ phẫu thuật viên chỉ dám cắt cái xương sọ lấy máu tụ và để mở cửa xương để giãn nội sọ mà thôi. Và sau mổ thì bệnh nhân hôn mê gác gâu 6 điểm, thở qua ống và đồng tử vẫn giãn, các dấu hiệu mạch huyết áp thì bình thường, tuy nhiên nhiệt thì khoảng 38 độ C. Sau khi mổ xong khoảng tầm chưa đến 12 tiếng thì bệnh nhân đột ngột tăng sốt rất cao từ 38 đến 41 độ C và không đáp ứng với thuốc hạ sốt và chuyển lạnh trong 1 giờ. Và ngay lập tức chúng ta sẽ chỉ định hạ thân nhiệt, và khi mà chúng ta vào hạ thân nhiệt ấy, nhiệt độ bệnh nhân đã lên đến 42 độ C rồi, và chúng ta biết rằng cái mức độ chịu đựng của cái màng tế bào chỉ khoảng tới 42,5 độ C mà thôi, đây là đo nhiệt độ trung tâm. Nếu mà trên mức độ này thì có lẽ là cái tổn thương màng, tổn thương não gần như không phục và thường nữa bệnh nhân sẽ tử vong. Và đây cũng là cái KTTM mà gần như nhiệt độ cao nhất chúng tôi đã áp dụng. Và ngay sau đó thì bệnh nhân được hạ thân nhiệt bề mặt bằng máy Actisan với đích hạ nhiệt 37 độ C và hiệu quả nhanh chóng đạt được trong vòng 2 giờ đầu tiên. Sau khi kiểm soát hạ nhiệt thì bệnh nhân sẽ rơi vào nhiều cái bi kịch khác liên quan đến viêm phổi, tiêu cơ vân và nhiều cái vấn đề hồi sức khác nữa. Nhưng mà rất may mắn sau đó là bệnh nhân đã vượt qua được cái biến chứng liên quan đến hạ thân nhiệt và bệnh nhân đã hồi phục sau 6 tháng với mức độ modified 3 điểm, tự có thể đi lại được. Và cái nếu bệnh nhân này nếu mà không hạ nhiệt lúc đó thì có lẽ bệnh nhân đã tử vong do mức độ thân nhiệt đã quá cao rồi. Và đây là một cây lâm sàng điển hình của kiểm soát sốt trong đột quỵ não. Tóm tắt lại những nội dung khá là dài dàng, em xin chốt lại một số ý như sau. Một là cái mức độ và bình nhiệt, tức là nhiệt bình thường được chỉ định cho đột quỵ não khi mà có sốt kháng trị, tức là không đáp ứng với hạ sốt cũng như là chuyển ấm chuyển lạnh, thì chúng nó sẽ áp dụng đích 36,5 đến 37 độ C trên máy cày hạ nhiệt và chung phác đồ cho chảy máu nhện và nhồi máu não. Các cái kiểm soát thân nhiệt mức độ nhẹ từ 34 đến 35 độ C có thể cân nhắc trong kiểm soát ICP với mức độ bằng chứng là mức độ 2. Hạ thân nhiệt thì chưa điều chỉnh rõ ràng trong đột quỵ não nặng và cân nhắc từng cái bệnh và mức độ bằng chứng 2C thường là theo ý kiến chuyên gia, thường là chúng em sẽ hỏi thầy Tôn với thầy Phương xem có chỉ định hay không, đúng không ạ? Và em xin cảm ơn quý đồng nghiệp, em biết là cái bài này báo cáo nó còn rất nhiều vấn đề tranh cãi, tại vì bản thân guideline cũng mức độ bằng chứng rõ ràng nên rất hay các chị đồng nghiệp để có thể chia sẻ cũng như là thảo luận về cái bài nội dung của bài ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ. Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Việt về một bài về TTM trong đột quỵ não. Thật ra tôi không thích mọi người hay bị một cái thói quen ấy, đến là gọi là hạ thân nhiệt, nên là khi mà các bác sĩ trao đổi mà chuyên môn hay là báo cáo thì chúng ta hay bị lẫn là hạ thân nhiệt rồi đẳng nhiệt, và theo tôi thì nên dùng là kiểm soát thân nhiệt theo đích thì sẽ phù hợp hơn, tại vì có phải là chúng ta hạ thân nhiệt đâu. Bởi vì trong TTM nếu mà nói hypothermia nghĩa là hạ thân nhiệt trong đột quỵ não thì bây giờ chúng ta không gần như chúng ta chưa có bằng chứng để đưa về một cái hypothermia ở trong đột quỵ não, đặc biệt là đột quỵ thiếu máu não. Vì vậy mà cũng chúng ta cũng phải làm clear rõ ra là cái thuật ngữ chúng ta dùng khi mà chúng ta cứ dùng hạ thân nhiệt, tại vì các khởi phát đầu tiên là chúng ta dùng từ hạ thân nhiệt và nó thành một cái thói quen. Suốt ngày các bác nói hạ thân nhiệt là một cái, thứ hai nữa là
Cảm ơn bác sĩ Việt là một bài báo cáo thì tôi nghĩ là cũng có rất nhiều cái thông tin mà cơ bản cũng như là thông tin mới để chúng ta có thể cân nhắc trong điều trị lâm sàng. Như các bạn đã biết thì với TTM hiện tại thì với đục quỵ não thì xu hướng gần đây là được khuyến cáo khá là nhiều. Tuy nhiên ở mức độ bằng chứng thì lại chưa cao. Cũng giống như tôi ví TTM trong đục quỵ não cũng giống hệt như là một cái lấy huyết khối trong tác động mạch thân nền. Các bạn biết là tác khối trong tác động mạch thân nền nó các nghiên cứu gần như thất bại. Tuy nhiên về mặt lâm sàng như thế nào, về mặt thực hành lâm sàng là thì 70% khi mà gọi là thế giới thực ấy, 70% những cái mà tác thân nền đấy vẫn được huyết khối ở các trung tâm, mặc dù cái hiệu quả nó chưa được chứng minh một cách rõ ràng, nhưng mà niềm tin của bác sĩ vẫn tin rằng là lấy huyết khối ở bệnh nhân tắc thân nền có hiệu quả. Và Stenson và nghiên cứu Bache đưa ra kết quả dương tính ấy, nó làm giảm gánh nặng cho các bác sĩ rất là nhiều. Thế quay lại TTM trong đột quỵ cũng thế, việc chúng ta có rất nhiều nghiên cứu và đưa ra các kết quả trung tính hoặc là âm tính, nhưng mà về mặt lý thuyết, về mặt theo dõi các lâm sàng riêng case by case thì có rất nhiều các bác sĩ cũng tin tưởng rằng là thật sự là TTM sẽ có hiệu quả trong việc điều trị đột quỵ não, đặc biệt những trường hợp đột quỵ nặng, và chúng ta cần chờ thêm các bằng chứng, cần được bằng chứng ở các nghiên cứu tiếp theo. Không biết các bạn có ai có câu hỏi gì cho bác sĩ Việt không ạ? Có một câu hỏi về của bạn Huy, em xin hỏi về kinh nghiệm thực tế của bác sĩ về các phương pháp đo đường và kiểm soát ICP cho bệnh nhân. ICP. Xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Huy. Về các phương pháp đo ICP thì hiện tại của em vẫn có hai cái phương pháp chủ yếu là chủ yếu là có hai phương pháp, một là chúng ta vẫn đo bằng áp lực trong nhu mô hoặc động thất, nếu chúng ta có hai cái vị trí chúng ta đặt đầu dò ICP và cái tiêu chuẩn vàng của nó sẽ vẫn là đặt đo bằng đầu dò áp lực nội sọ. Thì có hai cái vị trí, một là vị trí trong nhu mô và hai là vị trí trong ngõ thất. Trong ngõ thất thì có thể nó chính xác hơn, nhưng mà tuy nhiên trong ngõ thất thì sẽ phải đối mặt với các cái biến chứng liên quan đến viêm ngõ thất, và trong nhu mô thì thường sẽ an toàn hơn và cái kỹ thuật làm nó sẽ dàn hơn rất nhiều. Thì phương pháp đo thì thực ra em vẫn đo bằng máy với dò cắm vào trong nhu mô là chính thôi, còn đặt trong ngõ thất chỉ trong trường hợp mà có chỉ định từ ngõ thất ra ngoài thì chúng ta có thể đặt đầu dò bằng cái dẫn lưu 2-1, tức là vừa dẫn lưu và vừa có đầu dò ICP ở ngoài luôn. Và các kiểm soát ICP thì thường hiện tại bọn em đang áp dụng theo từng bậc thang một thôi. Thường mà chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết căn nguyên, thường là liên quan đến phẫu thuật như là mở sọ giảm áp hay là phẫu thuật lấy máu tụ hay không, hay là đặt dẫn lưu ra ngoài. Ngoài ra cái biện pháp hỗ trợ như là biện pháp dự phòng chung đầu cao 30 độ này, kiểm soát sốt, đường máu co giật, cũng như là tối ưu huyết áp để tối ưu bằng cái tế bào não CPP. Tăng thông khí thì đáp ứng nó khá là ngắn thôi, chỉ áp dụng trong trường hợp bất trợ khẩn cấp, khi mà các biện pháp chưa áp dụng được thì chúng ta mới dùng tăng thông khí mà thôi. Cái liệu pháp hạ nhiệt thì thực sự bọn em cũng khá là ít dùng với trường hợp này, vì phần lớn là bệnh nhân đã có thể đi mổ xẻ và dẫn lưu rồi, nên là hạ nhiệt chỉ dùng trong một số các trường hợp chảy máu dưới nhện mà tăng áp sọ có dẫn lưu ra ngoài, thì đặt dẫn lưu cộng với cái đo ICP luôn mà thôi. Thì đây là một số kinh nghiệm ít ỏi của em, có lẽ là cũng phải thêm ý kiến của thầy nữa. Thực ra vấn đề của kiểm soát ICP là vấn đề chính trong ICP, là một vấn đề đặt ra, vấn đề quan trọng trong hồi sức thần kinh chuyên sâu. Thật ra chúng ta cứ nói ở các trung tâm là chúng ta hồi sức thần kinh, nhưng mà chúng ta có gì trong tay, chúng ta có ống nghe, chúng ta có bàn tay để chúng ta xem, thì đấy không phải hồi sức thần kinh. Và nếu mà hồi sức thần kinh thì chúng ta quan tâm đến ICP rất là nhiều, thì chúng ta có biện pháp theo dõi ICP xâm lấn và không xâm lấn. Tuy nhiên về mặt để kiểm soát ICP và có bằng chứng ấy, thì các biện pháp xâm lấn sẽ được khuyến cáo. Ngay cả trong cái việc mà ngoài cái việc mà chúng ta xâm lấn ICP, chúng ta có thể đo oxy mô tại chỗ, oxy mô tại chỗ, hoặc là chúng ta có thể
đo được cái gọi là cái gì tiếng Anh người ta sẽ dùng là cerebral microdeionysis, thì tiếng Việt dịch là như chưa thống nhất được từ tiếng Việt, để chúng ta sẽ đánh giá đấy là những cái mà hồi sức thần kinh sẽ rất là chuyên sâu. Còn lại thì kiểm soát ICP thì có nhiều các bước kiểm soát ICP, trong đấy có 10 bước. Trong đấy nữa thì hạ thân nhiệt, gọi là hạ thân nhiệt gọi là mild hypotherapy sẽ được khuyến cáo ở trong cái bước thứ ba, nghĩa là cái bước 1, bước 2 cho đến bước 3 là cái bước mà chúng ta đã dùng giãn cơ an thần mà chúng ta có thể kiểm soát bằng hạ thân nhiệt. Và nếu mà các bạn muốn đặc biệt các bước ICP như nào thì các bạn có thể tham khảo một cái guideline về ICP, về kiểm soát ICP ở bệnh nhân chấn thương não nặng, gọi là TBI năm 2019 của châu Âu. Người ta đã nói rất là rõ các bước kiểm soát ICP ra sao. Tiếp theo có một câu hỏi cho bác sĩ Việt. Để hỏi quan điểm của bác sĩ về trường hợp bệnh nhân nhồi máu não ác tính đã được vô lê chủ động giải áp sớm, sau đó triển khai TDM và target 35 độ nhằm giảm tiến triển tiếp của phù não và chết theo chu kỳ chu trình. Em xin ơn bác sĩ Việt. Bác sĩ Việt là bác sĩ ở trung tâm đột quỵ của Bệnh viện Phú Thọ. Bạn Việt cũng rất là quan tâm đến vấn đề mà kiểm soát ICP cũng như là hồi sức thần kinh. Xin gọi bác sĩ Việt ạ. Mời bác sĩ Việt. Cảm ơn anh Việt Hoàng, Hoàng Việt. Thì thực ra mà nói thì rõ ràng guideline nó sẽ không đề cập đến vấn đề này rồi. Guideline thì rõ ràng không phù hợp. Nếu mà bệnh nhân mà bỏ sổ tầm map sau đó thì TTM của 35 độ C thì có vẻ không phù hợp để chúng ta giải quyết cái vùng phù não cũng như là vùng chết theo chu trình. Vì cái vùng đấy là cái vùng mà tác động mạch não giữa hay tác động mạch ác tính rồi thì cái vùng đấy chắc nó sẽ chết được phù, chứ không thể giảm được cái vùng mà P5 RA ngoài nữa. Nên là gần như là cái giá trị mà sau khi mà chúng ta mở sọ thì nó không nằm giải quyết để hạn chế phù não và chết nữa. Nhưng mà tuy nhiên thì sau mổ thì chúng ta sẽ cân nhắc TTM ở mức độ 36,5 đến 37 độ C, tức là bình nhiệt nếu mà trường hợp bệnh có sốt. Và em nghĩ là mức độ đấy nó sẽ an toàn bệnh nhân hơn, giảm biến chứng khác, giảm cái bị dùng an thần thở máy, giảm các cái biến chứng liên quan đến stress run. Và thực ra cái câu hỏi này đấy là góc độ quan điểm cá nhân cộng với những bằng chứng mà khá yếu ớt hiện tại bây giờ đang có mức độ 2C, thì em đấy là câu trả lời của em. Chứ thực tế ra mà nói thì có thể có rất nhiều quan điểm liên quan đến cái câu trả lời này. Có thể là gặp bác sĩ một thầy khác chẳng hạn, có thể là chỉ định TTM mức độ sâu hơn để bảo vệ vùng não phù não để giảm ICP đấy, nhưng thực tế ra mà nói nó không có giá trị nữa vì nó đã mở sọ để giảm áp, thì cái vùng đấy nó đã giảm ICP rất là mạnh rồi, nó không thể gây đẻ cái vùng não còn lại nữa. Và có lẽ là cái câu hỏi mà nó không nằm trong guideline vẫn suy nghĩ cái thầy mà để thêm cái quan điểm và thêm cái sự trao đổi và thảo luận thêm. Bác sĩ nào có hỏi không? Bác sĩ Trung có trao đổi gì không? Câu hỏi của bác sĩ. Thì không trả lời bác không là có hai cái tổng quan của châu Á năm 2021 rất khá là mới, cũng không thấy vai trò của việc áp dụng thực hiện trên cũng như là ở áp không được cải thiện cái vong hay là cái kết quả thần kinh. Cái này chúng ta đề cập đến trong cuốn sách hồi sức thần kinh cơ bản. Vì vậy nên bằng chứng bây giờ người ta không có khuyến cáo tạm nhiệt như một cái biện pháp để đảm bảo là một sọ trên bệnh nhân đã được sọ. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân có rối loạn thân nhiệt cần kiểm soát thân nhiệt đấy, thì không phải hạ thân nhiệt để hạ áp lực sọ thì mình vẫn có chỉ định. Còn nếu hạ thân nhiệt để mình làm giảm được áp lực sọ trên bệnh nhân đang được sọ thì cái này là không bằng chứng. Và hai cái tổng quan rất lớn một cái đã
chính sách trên tất cả. Chúng ta chứng minh là có một cái bài nên là đối với bằng chính như vậy thì có cái định hình mình phát hơn tiếp tục cảm ơn được sọ trên nghề nông nghiệp. Cái đấy đã được nghe đúng. Vâng, cảm ơn bác sĩ Thương. Thời quan điểm của tôi thì đúng như thế, chúng ta có đối với bệnh nhân mà nhỏ não, tác động bệnh não giữa ác tính ý, thì cái việc mà mở sọ giảm áp là một cái cứu cánh. Tuy nhiên thì cùng với mở áp đấy thì chúng ta phải tiếp tục các biện pháp hồi sức thần kinh khác. Trong đó thì thật ra bọn tôi thuyết phục rất khó các bác sĩ phẫu thuật thần kinh rằng là anh mở sọ giảm áp rồi em đặt cho em một cái ICP nhu mô để theo dõi ICP nhu mô như nào để em hồi sức tối ưu cho bệnh nhân. Và tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta hồi sức tiếp tục cho bệnh nhân kèm theo đấy mà bệnh nhân không kiểm soát được nhiệt độ thì cái việc mà để normal therapy cũng là một cái rất là, tôi nghĩ là có thể duy trì được tác dụng cho bệnh nhân. Còn cái việc mà khuyến cáo hạ thân nhiệt ở cho bệnh nhân mà nhồi máu diện rộng mà mở giáp thì đúng là thật sự tới thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa có đủ bằng chứng và chúng ta sẽ có lẽ chúng ta sẽ chờ thêm các kết quả nghiên cứu khác. Một cái câu hỏi nữa là trong suất não thì chống phù não ở những bệnh nhân suất não không có chỉ định phẫu thuật thì chống phù não bằng maraton và muối 3% cân nhắc cái nào hơn? Câu hỏi này thì nó hơi lạc đề một chút đấy, mà cái này đã được đề cập trong cái bài chảy máu não rồi. Tuy mà nếu bệnh nhân dùng maraton nó sẽ phù hợp với môi trường cấp cứu hơn, nó chuyển volume maraton nó sẽ dễ dùng cho bệnh nhân hơn, nhưng mà ngược lại cái maraton thì tác dụng phụ biến chứng của nó khá là nhiều và cái thời gian mà áp dụng của nó thường nằm trong vòng 72 giờ đổ lại mà thôi. Trong đó khi đó các mũi 3% mặc dù nó khó dùng hơn nhưng thường chỉ dùng trong áp dụng những đơn vị hồi sức mà thôi. Tức là bệnh nhân thường mổ sẽ can thiệp nằm yên định được rồi thì chúng ta mới cơ hội dùng mũi 3% thì chúng ta có thể truyền chúng ta theo dõi và chỉnh liều mũi 3% thì mũi 3% thường là chúng ta sẽ áp dụng trong môi trường hồi sức vì thời gian hiệu quả của mũi 3% thường là trong 72 giờ đầu tiên và có thể kéo dài tận 5 ngày. Nên chúng ta thường áp dụng tùy từng trường hợp mà thôi. Maraton thường dùng trong cấp cứu phải dùng hạ ngay, trong năm 3% thì có thể tác dụng kéo dài hơn nhưng phải làm đơn vị hồi sức, tính liều truyền, tính liều theo dõi và xét nghiệm định kỳ hàng ngày cũng như là xử trí biến chứng liên quan đến 3% này. Thì câu hỏi này em xin trả lời ngắn gọn như vậy thôi ạ. Tôi chỉ có một cái câu hỏi nhỏ cho bác sĩ Việt thôi, tại vì bác sĩ Việt và bác sĩ Trung vừa đi sinh học về khóa TTM ở trong bệnh nhân đột quỵ não. Thế tôi hỏi bác sĩ Việt là cái thuật ngữ gọi là dự phòng sốt. Hạn như là dự phòng sốt, tôi không hiểu cái thuật ngữ đấy là thế nào. Chúng ta chỉ có là tôi chưa hiểu là dùng máy TTM để dự phòng sốt là như thế nào. Gọi là không hiểu bác sĩ Trung quan điểm thế nào về cái thuật ngữ mà bác sĩ Việt sử dụng là dự phòng sốt. Bởi vì chúng ta không dự phòng sốt được bằng mà chúng ta kiểm soát thân nhiệt. Kiểm soát thân nhiệt bằng cách đặt nhiệt và normal therapy thôi chứ không có dự phòng sốt. Cái từ đấy nó dùng tại vì chúng ta có rất nhiều các anh chị có tuyến ở đây, đặc biệt các anh chị ở hồi sức, chúng ta phải clear rõ về các thuật ngữ thì khi này chúng ta mới hình ra vấn đề được. Và cái thứ hai nữa là tôi một cái slide của bác sĩ Việt tôi cũng hơi bất ngờ, đấy là tại sao phải thân nhiệt trung tâm là 37.5 thì chúng ta kiểm soát thân nhiệt. Bởi vì như thế này này, nếu mà trong những cái mà trong các tình huống mà chung ấy thì chúng ta quan tâm đến 38.5 và chúng ta nghĩ rằng là phải trên 38.5 chúng ta mới kiểm soát thân nhiệt. Nhưng trong đột quỵ thì câu chuyện đấy lại khác. Nếu mà đột quỵ, nếu mà các bạn đọc ví dụ như là FAST nghĩa là fever, sugar và scrolling ấy là mới gói chăm sóc bệnh nhân đột quỵ ở cho điều dưỡng ấy, thì người ta đã nói đến chuyện là chúng ta phải kiểm soát nhiệt độ nếu có nhiệt độ trên 37.5. Nghiên cứu Interact mới được công bố về chảy máu não, người ta cũng đặt cái target là trên 37.5 chúng ta đã phải kiểm soát thân nhiệt rồi. Và tất cả thân nhiệt đấy là thân nhiệt ngoại vi chứ không phải là thân nhiệt trung tâm. Nên khi mà
các bệnh nhân đột quỵ chảy máu não gồm có huyết áp xuống dưới 140/90, đường máu xuống dưới 78 nếu mà không có đáy đường, hoặc là từ 78 đến 10 nếu mà bệnh nhân có tiền sử đáy đường, và nhiệt độ xuống dưới 37.5, và vi vật xuống đông sớm. Đấy là cái gói là gọi là bundles kê cho bệnh nhân ICS trong Interact 3. Thì nói như thế nên chúng ta cũng phải hình dung ra là cái 37.5 này phải là thân nhiệt, gọi là thân nhiệt chung ngoại vi, và tôi nghĩ rằng là ngoại vi cơ điểm mà để trung tâm thì cũng phải chỗ nào cũng đo được thân nhiệt trung tâm để chúng ta nói là 37.5. Có lẽ là xem lại guideline, mình guideline nó cũng đúng là nói đến 37.5 là nghe trung tâm thật. Còn về khái niệm của là dự phòng sốt thì có lẽ là do em cần bon mồm nói thôi, chứ không có dự phòng đấy là prophylactic. Mình dịch bon mồm là dự phòng sốt thôi, chứ là những trường hợp dùng hạ nhiệt để dự phòng trường hợp sẽ sốt lên. Đây một câu hỏi tiếp theo là vẫn bởi vì các bạn rất quan tâm đến ICP và 13%. Một bạn nữa hỏi tiếp và cho em hỏi 13% thì dùng như thế nào ạ? Duy trì mức đi ở mức nào? Bác sĩ Việt bị nhầm bởi vì cách đây một tuần bác sĩ Việt báo cáo bài chảy máu não, đột quỵ chảy máu não ở trên câu lạc bộ bác sĩ hồi sức cấp cứu trẻ, thì nói đến chuyện kiểm soát ICP chảy máu não, thì nói đến Mayto nói đến 3%. Hôm nay bác sĩ Việt tại vì lần này không phải là bảo em đã báo cáo rồi đâu, bởi báo cáo đấy là em báo cáo ở một hội nghị khác, còn đây thì chắc là em phải nhắc lại cho mọi người một chút về thế nào sử dụng Mayto thế nào sử dụng 3%, đặc biệt là trong chảy máu não. Cái gọi là tham khảo thôi, có lẽ cái slide nó sẽ có đường link ở dưới, anh chị sẽ đọc để tham khảo nó chi tiết hơn, vì nó liên quan những con số, mà con số thì khó để anh chị có thể là máy mồm mà nhớ được, thì em cũng rất khó nhớ. Đây là các biện pháp tăng cường máu chúng ta vẫn đang dùng trong chảy máu não, hơi như Việt phải xe lại trên này chưa nhìn thấy gì. Bạn nhìn thấy chưa? Okay. Chúng ta có 4 cái tăng hàm số máu, chúng ta hay dùng một đập mai tồn 20%, 13% hay là mũi độc tạc 23.4%, và hoặc là mũi bicarbonate 8.4%, trong đó là hai cái thành phần mà chúng ta hay dùng vì có thể là truyền từ ngoại biên, và thứ hai là nó an toàn hơn hai nhóm còn lại, thì chúng ta sẽ dùng mai tồn 20% và 13%. Trong khi đó thì chúng ta lại đang cân nhắc cái chuyện mà dùng liều Mayton và 13% như thế nào, thì đây cũng là liều thường là sẽ dùng liều bolus thôi, liều bolus 13% thường là sẽ truyền trong giờ đầu tiên, truyền khá nhanh, có thể truyền trong một giờ đầu tiên, chúng ta đã truyền được cái lượng mũi 3% là 2.5 ml trên cân nặng rồi, và sau đó chúng ta sẽ truyền liều bolus 13% này rồi này, thì nó sẽ tính cái liều duy trì, chúng ta sẽ định lượng lại xét nghiệm natri sau mỗi 4 đến 6 giờ. Nếu mức độ natri từ 150 đến 151-155, tức là đạt đích rồi, chúng ta sẽ duy trì mức khoảng 20 ml trên giờ. Đấy là gọi là tham khảo mà thôi. Nếu mà bệnh nhân mà natri nó dưới 150 thì chúng ta sẽ tăng lên 35 ml trên 1 giờ và tăng tiếp. Đấy, sẽ tăng tiếp chỉnh theo mức độ mà muối, nồng độ cái muối trong não, trong máu, để tính được cái tốc độ như vậy. Thì sẽ phải xét nghiệm lại để chúng ta sẽ điều chỉnh liều natri truyền 13% thôi. Cái này có một cái guideline rồi, anh chị có thể đọc cái phần đường link ở dưới để nó rõ hơn. Và ngược lại thì ngoài truyền 13% thì sau khoảng 3 năm này nó hay gặp những biến chứng liên quan đến tăng clo máu, thì chỉ định điều trị tăng clo khi clo trên 115 thì sẽ tính là cái liều mà sodium acetate có thể dùng truyền cùng với 13% để hạn chế cái chuyện mà tăng clo của bệnh nhân. Nhưng mà thực ra muối sodium acetate thì rất khó mua trên thị trường, khá là hiếm nên là cũng chưa thể khuyến cáo anh chị dùng cái này thường quy được. Đây là cách truyền 13%. Không biết là thật ra cái chuyện là nếu mà các bạn mà quan tâm đến 13% thì các bạn gần đây chúng ta mới quan tâm đến 3% thôi, nhưng mà về mặt nghiên cứu thì thầy Tuấn, tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là giám đốc trung tâm cấp cứu A9 về Bệnh Mai. Đấy là chủ đề tài nghiên cứu sinh của thầy, về vai trò 13%. Và tôi nghĩ rằng là hồi đấy thì có rất nhiều người còn thấy mới mẻ và nghi ngờ cái việc vai trò 13%.
Nhưng mà với các guideline hiện tại, đặc biệt các guideline về hồi sức thần kinh trong kiểm soát ICP cũng như phù não, thì cái việc mà vai trò của 13% thậm chí còn được đánh giá cao hơn marathon là trong những trường hợp mà kiểm soát lâu dài, và marathon nó sẽ chỉ trong một giai đoạn rất là ngắn thôi. Và bác sĩ Việt đã báo cáo cái chủ đề 3% này, mỗi 3% cũng như marathon rất là kỹ ở trong cái câu lạc bộ bác sĩ ơi cứ cười trẻ vào chiều thứ 5 tuần vừa rồi, đúng không? Các bạn có câu hỏi gì nữa không ạ? Các bạn ở trong trường có bạn nào hỏi gì bác sĩ Việt không? Với chủ đề tôi cũng rất là biết là cái chủ đề mà TTM ở đột quỵ não là một chủ đề rất là được mong đợi và nhiều các anh chị được quan tâm. Vì vậy mà trong cái hội nghị đột quỵ quốc tế tháng 10 năm ngày 27 28 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm đột quỵ phối hợp với Hội đột quỵ thành phố Hà Nội và Bộ môn đột quỵ, ngoài onsite sẽ báo cáo cho chúng ta về một chủ đề một cái tổng quan về TTM trong đột quỵ não như thế nào, và chúng ta sẽ có một cái tổng quan về mặt cơ bản cũng như là cập nhật những cái bằng chứng mới nhất hiện tại về TTM trong đột quỵ. Nếu như các bạn không có câu hỏi nào thêm thì một lần nữa thay mặt Trung tâm đột quỵ gửi lời cảm ơn tới bác sĩ Việt đã dành nhiều thời gian như chuẩn bị bài báo cáo với nhiều nội dung quan tâm đến TTM trong đột quỵ, và cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị đồng nghiệp online cũng như là onsite, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở trong 2 tuần tiếp theo với một chủ đề cũng rất là cập nhật của Trung tâm đột quỵ. Xin chân thành cảm ơn ạ. The recording has stopped.